Thì luật bảo hiểm xã hội được Quốc hội thông qua vào ngày 29 tháng 6 năm 2024 sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, sau đây gọi tắt là luật bảo hiểm xã hội năm 2024. Theo đó quy định nhiều điểm mới liên quan đến việc điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cũng như là quy định về mức hưởng lương hưu. Thì căn cứ điều 67 luật bảo hiểm xã hội năm 2024 thay thế luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, quy định về việc điều chỉnh lương hưu như sau. Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội. Điều chỉnh mức tăng lương hưu thỏa đáng đối với các đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995, bảo đảm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa những người nghỉ hưu ở các thời kỳ. Chính phủ sẽ quy định chi tiết về thời điểm, đối tượng, mức điều chỉnh tăng lương hưu. Như vậy, có thể thấy quy định mới đã luật hóa quy định về việc điều chỉnh mức tăng lương hưu thỏa đáng đối với người có mức hưởng lương hưu thấp và nghỉ hưu trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 nhằm bảo đảm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa những người nghỉ hưu ở các thời kỳ. Đây là vấn đề đã được nêu trong nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Và thời gian qua, nội dung của nghị quyết cũng đã được chính phủ triển khai trong 3 lần tăng lương hưu gần nhất vào năm 2022, năm 2023 và năm 2024. Cụ thể là theo quy định tại các nghị định số 108 năm 2021, nghị định số 42 năm 2023 và nghị định số 75 năm 2024 của chính phủ. Ví dụ mới đây nhất, ngày 30 tháng 6 năm 2024, chính phủ đã ban hành nghị định số 75 năm 2024 về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2024 đối với các đối tượng nghỉ hưu trước ngày 1 tháng 7 năm 2024. Riêng đối với những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 1995, sau khi điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2024 có mức hưởng thấp hơn 3 triệu 500 ngàn đồng một tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau. Thứ nhất, điều chỉnh tăng thêm 300 ngàn đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3 triệu 200 ngàn đồng một tháng, hoặc điều chỉnh tăng lên bằng 3 triệu 500 ngàn đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng từ 3 triệu 200 ngàn đồng một tháng đến dưới 3 triệu 500 ngàn đồng một tháng. Theo đó, ngoài mức hưởng lương hưu hàng tháng thì người hưởng lương hưu còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian nghỉ hưu để được hưởng các quyền lợi khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe do quỹ bảo hiểm y tế chi trả với mức hưởng lên đến 95% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Về mức hưởng lương hưu hàng tháng với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tại điều 66 của luật bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định cụ thể như sau. Thứ nhất, đối với lao động nam thì mức hưởng lương hưu hàng tháng sẽ được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính thêm 2%, mức tối đa là 75%. Trường hợp lao động nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm thì mức hưởng lương hưu được tính bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính thêm 1%. Thứ hai, đối với lao động nữ thì mức lương hưu hàng tháng sẽ được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính thêm 2% và mức tối đa là 45%. Thứ ba, mức lương hưu hàng tháng đối với người lao động nghỉ hưu trước tuổi do bị suy giảm khả năng lao động sẽ được tính như các quy định vừa nêu, nhưng sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi thì giảm 2%. Trường hợp thời gian nghỉ hưu trước tuổi dưới 6 tháng thì không bị giảm trừ tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu. Từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng thì bị giảm trừ 1%. Thứ tư, mức hưởng lương hưu hàng tháng đối với những đối tượng là người lao động thuộc một số nghề, công việc đặc biệt đặc thù trong lực lượng vũ trang nhân dân sẽ do chính phủ quy định, nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước. Và thứ năm, việc tính lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu mà có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, nhưng có thời gian đóng bảo hiểm xã hội ở Việt Nam dưới 15 năm
thì mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian này được tính bằng 2,25% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy, có thể thấy, để được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%, thì lao động nam phải đóng bảo hiểm xã hội ít nhất 35 năm, còn số này đối với lao động nữ là ít nhất 30 năm. Về mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, thì tại Điều 72 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định cụ thể như sau. Thứ nhất, đối với người lao động thuộc khối nhà nước, cụ thể tại khoản 1 Điều 72 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này, thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu, cụ thể như sau. Nếu bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 1 tháng 1 năm 1995, thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Nếu bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000, thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Nếu bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006, thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Nếu bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Nếu bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Nếu bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Còn nếu bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 trở đi, thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Thứ hai, đối với người lao động thuộc khối tư nhân, cụ thể là làm việc ngoài nhà nước, thì khoản 2 Điều 72 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Và thứ ba, đối với người lao động vừa có thời gian làm việc trong nhà nước, vừa có thời gian làm việc thuộc khối tư nhân, thì khoản 2 Điều 72 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định, người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều 72 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 vừa nêu. Về chế độ trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, tại Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định như sau. Lao động nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn 35 năm. Lao động nữ có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn 30 năm khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. Mức hưởng trợ cấp một lần cho mỗi năm đóng cao hơn bằng 0,5 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho mỗi năm đóng cao hơn đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật. Trường hợp người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu mà tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thì mức trợ cấp bằng 2 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho mỗi năm đóng cao hơn số năm quy định kể từ sau thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật đến thời điểm nghỉ hưu.